Sáng ngày 9 tháng 9 tại khu Bản U, trường Mầm non Tam Văn đã diễn ra ngày hội trăng rằm vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Đến chung vui tặng quà cho các cháu có bà Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, đại diện chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã. Chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu được diễn ra với các hoạt động sôi nổi như trò chuyện với nhân vật cổ tích Chú Quẩy và chị Hằng Nga, được xem các tiết mục hát múa do các cô giáo cùng các cháu thiếu nhi biểu diễn. Các hoạt động đó đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho các cháu và thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nhằm giúp cho trẻ phát huy tính tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hòa chung ngày hội vui Tết Trung Thu của nhà trường, bà Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã trao tặng quà Trung Thu của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho các cháu thiếu nhi nhà trường. Đồng thời cùng với chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường phát bánh kẹo cho các cháu, ân cần thăm hỏi sức khỏe, bảo ban các cháu chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, cô giáo. Những phần quà bánh kẹo được các bác lãnh đạo huyện, xã chia tận tay các cháu trong niềm vui hân hoan náo nức mà các bác đã kịp thời động viên cô trò trường Mầm non Tam Văn bước vào năm học mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao 7 phần quà Tết Trung Thu cho 7 cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.